bên trái. Erling Haaland, Erling Haaland, Haaland! Từ đầu trận đấu bây giờ chúng ta mới thấy Erling Haaland có bóng và lập tức anh đã ghi bàn. 1-0 cho Manchester City với thói quen ghi bàn ở vòng đấu mở màn của Erling Haaland. Lời khẳng định của vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp của giải bóng đá ngoại hạng Erling Haaland rằng đây là những sân cỏ mà anh sẽ là vua. Và một lần nữa người ta phải đặt dấu hỏi cho hệ thống phòng ngự của Enzo Maresca. Manchester City có thể chơi không hay không ấn tượng ở trong những pha lên bóng của mình kể từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng chỉ một sai sót nhỏ của hàng thủ bên phía Manchester City và hệ thống phòng ngự của họ đã bị đánh sập bởi pha dứt điểm quá tinh tế của Erling Haaland. Một sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea và Erling Haaland đã có được cho mình bàn thắng trong lần ra sân thứ 100 trên mọi đấu trường cho Manchester City, bàn 91 trong trận đấu thứ 100. Và với Erling Haaland, đương nhiên rồi, trong ngày hôm nay anh không chỉ tìm kiếm bàn thắng thứ 91. Liệu rằng đã có lỗi việt vị hay chưa? Những sự tham vấn của tổ VAR với trọng tài chính. Đây là góc máy vị trí giữa Bernardo Silva và hậu vệ cuối cùng của Chelsea, đó là Fofana. Công nghệ bán việt vị, bắt việt vị bán tự động sẽ được sử dụng tại ngoại hạng Anh, nhưng không phải là từ đầu mùa giải mà có thể trong một vài tháng tới. Và ít nhất đến thời điểm này thì chúng ta vẫn sẽ cần phải theo dõi những góc máy và một công nghệ bắt việt vị quen thuộc, vạch màu xanh, hoàn toàn không hề có lỗi việt vị của Bernardo Silva. Cầu thủ đã tham gia vào pha bóng để dẫn đến tình huống làm bàn của Erling Haaland. Bàn thắng có lẽ sẽ được công nhận và đó là sự thay đổi rất lớn kể từ khi mà Savinho và Zerebiluku hoán đổi vị trí cho nhau. Chỉ vài phút thôi sau khi mà họ hoán đổi vị trí cho nhau thì Jeremy Doku đã có được pha kiến tạo cho Erling Haaland. Và 1-0 dành cho đội đương kim vô địch nước Anh Manchester City.